ta đó thưa thầy, xong rồi nó cũng có cái tâm tham ngã mạn ở đó. Khi mà nó có ngã mạn thì nó cũng không không có tà kiến ở trong đó. Dạ con xin được bổ túc thêm thêm như vậy ạ, con xin được xuống mic ạ. Rồi, ngồi yên đó. À, trời, có mấy ta lên gỡ vốn rồi. Mời có mấy ta cầm mic nha, có mấy ta nãy quên cầm mic á. Dạ, đa lễ Ba Ngôi Tam Bảo kính lại quý sư, quý cô tu nữ, kính chào thầy Kim, kính chào toàn thể đạo tràng và các chị Meta. Bị kẹt mic rồi nên giờ mình dạ ta không mã lên cứu bồ cho chị Meta. Dạ có gì sai thì xin lãnh chứng vịt ạ. Dạ xin đọc câu hỏi. Số 1, có tà kiến là có tâm tham, không có tà kiến cũng là cũng có tâm tham phải chăng, thì không nên nói thế. Thì cũng như các chị Nát Ta và các bạn đã nói là có tà kiến chỉ có trong bốn tâm tham hợp tà, mà nếu mà không có tà kiến thì có khi có tâm tham ly tà hay tâm thường. Vì tâm tham thì có tám thứ, bốn tâm tham hợp tà và bốn tâm tham ly tà, thì trong cái bốn tâm tham ly tà đó thì có thể có ngã mạn, có thể không có ngã mạn. Mà tâm tham có tám thứ, bốn tâm tham hợp tà thì nhất định phải có tâm sở tà kiến. Còn bốn tâm tham kia có khi có ngã, có khi không có ngã mạn. Và vì bốn tâm tham ly tà là không có tà kiến, và khi không có tà kiến thì không có tâm sở ngã mạn, hay là không có tâm, có tâm sở ngã mạn hay là không có tâm sở ngã mạn. Vì và không có tà kiến thì có thể là tâm khác nữa, như là sân si, tâm thiện, tâm vô nhân, là những thứ tâm mà không có tà kiến. Thưa thầy, dạ con đã hết ạ. À, xin lãnh chứng vịt ạ. À. Này, đúng không quý vị? Đúng không? Đúng không? Đúng, có hồng nhân đúng là xà thử rồi, cứu bồ hay ha, cứu bồ giỏi nha. Có tà kiến thì có tâm tham, đúng rồi, không có tà kiến. Tâm sân đâu có tà kiến đâu ha, tâm si cũng đâu, tâm si hoài nghi này kia đâu có tà kiến đâu ha. Tâm thiện cũng không có, tâm này kia cũng không có tâm nào có đâu. Chỉ có tâm tham có tà kiến thôi, còn những cái tâm tham kia là ly tà là không có tà kiến thì đúng, và những loại tâm khác ngoài ra à. Ok, xa thú. Cái cô mấy ta chắc cũng bị kẹt rồi đó. Có ai coi cứu bồ gõ kìa. Vì ai biểu ai biểu cái chuối xoay vô nói gì. Mà nói không có là kiến mà tao đâu có xoay vô cái đó đâu. Ai cứu bồ gõ ta kìa, có kẹt biết rồi kìa. Đá ra, đá vô rồi sao đó. MC cho Nguyễn một cái. Ok, rồi. Rồi, giờ câu số 2. Rồi, MC mà không biết làm sao, chết rồi. Câu số 2. Pháp thiện là chân đế pháp hay tục đế pháp? Câu dễ ội ha. Pháp thiện là chân đế pháp hay tục đế pháp?
thiên về rồi. Rồi đúng rồi đó, rồi vậy suy nghĩ chút xíu ha, lên lấy thêm 10 điểm nữa, coi cô Hồng Mai nào lấy được 10 điểm nha. Rồi, nhưng bữa nay có ai giật giải quán quân rồi xin xuống đi. Dạ thưa thầy, mọi người im quá, con trả lời được quả trứng được, con trả lời cho xong rồi, ai thêm thắt gì thì thêm thắt ạ. Pháp thiện là chân đế pháp hay tục đế pháp? Dạ thưa thầy, thì cái tục đế thì nó chỉ là cái định đặt, cái chỉ định ra, cho nên nó cũng không có thiện, không có bất thiện. Trong đó phát hiện là nó chỉ là những thì té rồi cô ai gì đó, pháp luận là cay không còn nghe gì nữa nha, chắc chờ lãnh trứng là mình cái mic nó sợ á. Sắp lãnh trứng mic nó sợ, nó nhảy từng 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 rồi giờ tôi coi mời mời cô Meta luôn, gỡ lại gỡ giống là nãy thua, gỡ giống là cô Meta nãy cô Mai có giật 10 điểm của con rồi, mời cô Meta nha. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn cho biết đã nghe được rõ. Dạ con xin đọc câu hỏi thứ hai, không biết kỳ này con trả lời như thế nào. Dạ pháp thiện là chân đế pháp hay tục đế pháp? Dạ con nghĩ pháp thiện là dạ là pháp chân đế hả thầy? Dạ không biết con, dạ
chắc sai rồi, thôi con trả máy lại cho thầy, con xin trả lại là pháp thiện là chân đế pháp. Dạ, con xin trả máy cho thầy. Rồi thôi, bữa nay cô không dịch được 10 điểm rồi. Rồi số rồi chứ chả đó. Rồi phóng người một cái lên lại coi. Dạ, bữa nay con bị rớt mic, chị cho Nguyễn cho em xin câu hỏi lại. Dạ, mọi người nghe rõ con không ạ? Dạ. Pháp thiện là chân đế pháp hay tục đế pháp? Dạ, thưa thầy, con xin được trả lời câu hỏi này. Tục đế pháp thì nó là cái pháp chế định, nó định đặt thôi, chứ nó cũng không có thiện, không có bất thiện ở trong đó. Còn chân đế pháp, chân đế ở đây thì chân đế thì có chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Thì có chân đế vô vi thì là pháp thiện ạ. Còn chân đế hữu vi thì nó gồm có cả pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. Cho nên là pháp thiện ở đây thì nó chỉ có tuyệt đối là ở chỗ ở phần là chân đế vô vi thôi ạ. Và nó cũng không có ở tục đế ạ. Và ở chân đế hữu vi thì nó có cả nó là một số ở trong đó thôi, còn nó ở trong chân đế hữu vi thì nó có cả pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. Xin được trả lời như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa thêm cho con ạ. Rồi, thôi ngồi xuống bản chính luôn. Rồi mời cô Hồng Mai lấy 10 điểm rồi con, cô Hồng Mai rồi. Mà lấy được 10 điểm rồi, giờ lên lấy 10 điểm nữa nha. Hôm nay cái mạng ở các nơi nó rất là hay bị trục trặc ấy thưa thầy. Nếu mà nhưng mà đấy là con nói về vế khác, nếu mà như nếu mà nhưng mà nói là đến pháp thiện thì nếu mà gọi là được gọi là pháp thiện thì nó là tục đấy á thưa thầy. Con xin trả lời như vậy. Hôm nay không được câu nào cũng hơi bực bực cả. Nếu mà được gọi là pháp thiện thưa thầy thì gọi là tục đế pháp. Con xin trả lời như vậy. Tức quá ha, tức quá lên gỡ gió ngay về gỡ không được luôn. Rồi ngồi yên xuống mời con ngoài. Dạ, dạ con xin trả lời câu hỏi số 2. Pháp thiện là chân đế pháp hay tục đế pháp? Dạ thưa thầy, thì là pháp thiện thì nếu nói theo tâm thiện thì có 8 tâm đại thiện, 9 thiện đáo đại và 20 thiện siêu thế thì là chân đế pháp. Còn nói theo đời thường, ví dụ như là tôi đi làm thiện pháp, bố thí, cúng dường thì là tục đế pháp. Mà pháp nào có thực tính pháp thì gọi là pháp chân đế. Còn chỉ là tên gọi nói chung á thì là tục đế. Mà pháp chân đế thì phải có 4 ý nghĩa. Thứ nhất là trạng thái, thứ hai là phận sự, thứ ba là thành tựu và thứ tư là nhân cần thiết. Mà pháp định đặt theo thế gian là tục đế. Dạ thưa thầy, con xin hết ạ. Nói nghe sơ tụ quá vậy ha.
nghe xem tự quá mạnh chứng luôn mạnh chứng luôn mày mày đâu bị gác rồi mày đây Trọng Nguyễn, Trọng Nguyễn lên coi. Trọng Nguyễn lên cứu bồ kìa. Mời Trọng Nguyễn cứu bồ. Dạ thưa thầy, trời cô Mai nói con thấy đúng mà thầy, sao thầy còn kêu con cứu gì nữa thầy? À, thầy cái pháp tục đế, tục đế pháp á, là gồm có danh chế định với lại nghĩ chế định. Còn thì nó không có trong trong tức là pháp thiện không, nếu nói theo tục đế pháp thì nó không không phải là tục đế mà nó là chân đế thầy. Con giải thích sao ta, con thấy cô Mai nói đúng mà thầy, sao con kêu con cứu bồ nữa. Con nói sao ta, nói sao cho dễ hiểu. Còn rồi con nói vô câu hỏi rồi con không phân tích ra nữa, tại phân tích thì cô Mai rồi sĩ pháp nguồn lập ca đã nói nhiều là pháp thiện là chân đế thầy ơi, là chân đế pháp chứ không phải tục đế pháp. Dạ tại vì tục đế pháp là chỉ có danh chế định và nghĩa chế định, cái đó là do mình đặt định ra. Còn nếu nói về tên gọi á, thì thôi thôi con không nói nữa. Thôi con xin lãnh chứng. Tưởng lên cứu bồ ta ai về kéo kéo ta xuống nước luôn. Cứu bồ được kéo cả đám xuống luôn. Hay quá, hay dễ sợ. Còn ai muốn gỡ giống không? Ai muốn gỡ giống không? Suy nghĩ kỹ chút xíu đi. Không biết giải thích thì không hiểu thì kéo ta xuống nước luôn. Rồi con này chắc không ai giải thích được rồi. Rồi rồi giờ cho qua ha, pháp thiện là chân đế pháp hay tục đế pháp. Thì nếu mà nói về tục đế pháp thì mình biết ha, nó là những cái từ đặt để ra nhiều tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trạng này, cái đó là những cái câu từ ngữ đặt ra thì nó thuộc về tục đế pháp. Rồi giờ ta nói pháp thiện là chân đế pháp, đúng hay sai? Đúng hay sai? Hello. Suy nghĩ kỹ coi. Sao không nên nói thế? Tất cả là pháp, pháp chia là mấy? Tất cả là pháp, pháp chia là mấy? Làm hai. Pháp chia làm hai là pháp tục đế, pháp chân đế, đúng không? Đúng chưa? Tục đế, chân đế rồi. Pháp chân đế chia là mấy? Chân đế chia là mấy? Chia làm hai là gì? Vô vi, hữu vi. Rồi, vô vi là gì? Vô vi là niết bàn. Rồi, vậy tâm thiện có phải niết bàn không? Tâm thiện, niết bàn hay pháp ngũ lò cai kêu có. Pháp ngũ lò cai kêu có, rồi bó tài rồi. Tâm thiện sao niết bàn, bậy bạ phải hiểu đặt cái chết luôn ha, phải niết bàn rồi. Vậy tâm thiện là hữu vi pháp hay là vô vi pháp, là chân đế hữu vi hay là chân đế vô vi, là chân đế hữu vi. Cho nên cái câu nói pháp thiện là chân đế pháp là trật ha, nó phải nói là chân đế hữu vi. Nhưng mà chân nói chân đế không là trật ha. Chân đế thì nó gồm có hai là vô vi và hữu vi. Thì niết bàn là vô vi. Với tâm thiện thì sao tâm thiện thì sao vô vi được? Tâm thiện là hữu vi. Là chân đế hữu vi. Không gọi là ngay lắm được chưa? Chia pháp rồi bây giờ quên hết rồi. Hiểu không vậy? Không gọi là ngay hiểu chỗ này không vậy? Alo. Niết bàn sao là pháp thiện? Trời, ai nói niết bàn là pháp thiện vậy?
Ai dạy con niết bàn là phát thiện vậy? Niết bàn là vô vi, là vượt ra ngoài khỏi thiện với ác luôn, nó ra khỏi vấn đề đó, nó đâu phải là pháp hữu vi đâu, là thiện. Pháp thiện là pháp hữu vi, là chân đế hữu vi. Còn niết bàn là chân đế vô vi, là vô sanh bất diệt, là không có tính vô cái vụ mà thiện hay bất thiện trong đây ha. Nắm được không? Nắm được không? Vì lộn đó là kẹt dữ đó nha. Hiểu rồi ha? Rồi, ok. Pháp Ngộ Lầu Cai nắm được không? Nắm chắc rồi nha. Để thôi, họ nói tâm thiện là lên là niết bàn là chết luôn á. Rồi, thông qua được chưa? Thông qua câu 2 chưa? Rồi, tới câu 3. Tất cả pháp được biết có hai là danh và sắc. Đấy. Vậy danh sắc là pháp hay pháp là danh sắc? Tất cả pháp được biết có hai là danh và sắc. Vậy danh sắc là pháp hay pháp là danh sắc? Rồi, câu này cũng nghe. Biết ha, biết cách đọc hiểu ha. Rồi mời quý vị lên nha. Mày sao mà im ru quá trời ta? Hello? Rồi, rồi cô ta lên làm sắp giả là lấy 10 điểm rồi cái. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con xin đọc kỹ lại câu 3 rồi con trả lời coi. Nãy giờ con thua quá rồi. Tất cả pháp được biết có hai
là danh và sắc. Vậy danh sắc là pháp hay pháp là danh sắc? Thì ở cái giới đầu cho biết là tất cả pháp là có hai, đó là danh và sắc. Thì như vậy, danh và sắc là pháp thầy, chứ không phải là pháp là danh sắc. Dạ con xin trả lời vậy, danh sắc là pháp thì đúng hơn, hơn là pháp là danh sắc. Dạ con xin trả lời như vậy thầy. Rồi con ngồi yên chờ chờ kết quả ha, ngồi yên chờ kết quả sơ số mời con ngoài. Dạ lên cứu bộ giờ chị mất tay mà chắc lẽ là lãnh một rổ một vịt là chắc chắn. Dạ thưa thầy, con xin đặt câu hỏi. Câu hỏi số 3, tất cả pháp được biết có hai là danh và sắc. Vậy danh sắc là pháp hay pháp là danh sắc? Không nên nói thế. Pháp, tất cả là pháp, gồm tục đế và chân đế. Trong chân đế thì có hữu vi và vô vi, mà trong hữu vi thì có danh và sắc. Như vậy danh sắc là pháp là đúng, pháp là danh sắc chưa đúng. Đủ. Dạ thưa thầy hết. Còn ai bổ túc nữa không? Ai bổ túc nữa không? Pháp Ngọc Lào Cai muốn lên bổ túc thêm vậy đó không? Pháp Ngọc Lào Cai. Không à. Rồi. Rồi bây giờ cho kết quả nha. Cô mấy ta trúng câu sao ha. Danh sắc và pháp thì đúng ha. Pháp là danh sắc thì không đúng ha. Danh sắc và pháp đúng. Còn pháp là danh sắc thì pháp có nhiều thứ đúng không? Chứ không phải danh sắc không. Rồi. Câu đó đúng không? Nhưng mà câu đầu tất cả là pháp, tất cả pháp được biết có hai là danh và sắc. Câu này đúng không vậy? Sai sao? Đâu cho Nguyễn mình giải thích rồi sai chỗ nào? Dạ thưa thầy, câu con để con ấy lại câu hỏi à. Dạ thưa thầy, câu số 3, tất cả pháp được biết có hai là danh và sắc. Dạ thưa thầy, cái này không đúng thầy, tại vì tất cả pháp được biết có hai là pháp tục đế và pháp chân đế, và trong cái tất cả pháp được biết thì cái danh là sắc, danh và sắc là nằm ở trong cái phần chân đế hữu vi, và chân đế hữu vi với lại chân đế vô vi là pháp chân đế, và pháp chân đế và pháp tục đế mới là gom lại thì tất cả mới gọi là pháp. Có nghĩa là có nhiều hơn chứ không phải là chỉ có danh và sắc, tại danh sắc chỉ là một phần của chân đế hữu vi thôi thầy. À, đúng không thầy? Dạ con xin lãnh chứng ạ. Rồi, xà thứ ha. Tất cả pháp rồi có mấy? Hai cho tất cả con chưa biết. Tất cả pháp có mấy? Được biết có mấy? Hai là gì? Tục đế chân đế là chứ mắc mớ danh sắc vô nó chưa tới, danh sắc còn xa lắm. danh sắc còn xa lắm mới thấy danh sắc. Cơ pháp mình biết có hai là tục đế và chân đế. Rồi vậy cô với ta trúng được phần sau được 5 điểm. Cô Hồng Mai cũng trúng được phần sau được 5 điểm để mà mời mỗi người 5 điểm mà xa thử. Bây giờ là cô Hồng Mai được 15 điểm nữa nha. Rồi cô với ta tranh thủ giành giải quán quân lại. Rồi câu số 4, nó pháp nguồn Lào Cai nãy giờ chưa được điểm nào hết trơn. Câu 4,
vô phàm vô úy sanh khởi khi nào? Vô phàm vô úy sanh khởi khi nào thì tham có mặt nơi đó. Vô tàm vô quý sanh khởi khi nào thì tham có mặt nơi đó. Hay tham không có mặt thì vô tàm vô quý vẫn có mặt. Rồi, câu này dễ ợt ha. Câu này nói cái quý vị nắm được cái ý liền ha. Rồi, cô mới ta có muốn lần gỡ vốn không? Cô suy nghĩ chút xíu, gỡ vốn. Mãi giờ để cô Mai cô dành hết trơn. Rồi, xin xuống quyết nhà, suy nghĩ chút xíu nha. Sao mà không có ai lên thế? Con rất là ngại để rung trống thưa thầy, nhưng mà con lên trước thì toàn bị điểm không rồi. Dạ, cả nhà có nghe thấy tiếng con nói không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ con xin được trả lời câu này để cho mọi người cùng trả lời cho đỡ trống. Vô tàm vô ý sanh khởi khi nào thì tham có mặt nơi đó, hay tham không có mặt thì vô tàm vô ý vẫn có mặt? Dạ thưa thầy là vô tàm vô úy sanh khởi khi nào thì tham có mặt nơi ấy, thì cái câu này thì cũng không nên nói vậy ạ, bởi vì là đôi khi thì những cái tâm sân thì nó cũng có vô tàm vô úy ở trong đó, và là những cái tâm bất thiện đó, thưa thầy, thì có lúc tâm tham thì nó sanh khởi thì cũng có vô tàm vô ý trong đó, nhưng mà vô tàm vô ý sanh khởi khi nào thì tham có mặt nơi đó, hay tham không có mặt thì vô tàm vô ý vẫn có mặt. Dạ thì cái phía thứ hai cũng là đúng ạ, khi mà tâm tham không có mặt thì vô tàm vô ý vẫn có mặt, như là những cái tâm si vô tàm vô ý. Thì tâm si nó thường hay đi với tâm tâm
tâm tham và tâm si nó cũng thường đi chung với hai cái tâm sân, cho nên là cái câu này thì vô tàm vô ý sanh khởi khi nào thì tham cũng có thể có mặt khi đó và cũng có thể không có mặt khi đó ạ. Và tâm tham không có mặt thì vô tàm vô ý vẫn có mặt. Và câu phía thứ hai là đúng ạ, con xin được trả lời như vậy. Còn có vị nào có thể bổ túc thêm hoặc là thầy có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con xin được xuống mic ạ. Đúng không quý vị? Vô tàm vô quý sanh khởi khi nào thì tham có mặt nơi đó. Thì cô không ngờ là cây nó có thể có thể không. Đúng rồi, tham không có mặt thì vô tàm vô quý vẫn có mặt, cũng có thể luôn, cũng đúng luôn. Hay quá, nay sao hay rồi, 10 điểm xa thứ xa thứ. Vô tàm vô quý sanh khởi khi nào thì tham không có, tâm sân cũng có vậy, sân si cũng có nha. Thì tham không có thì vô tàm vô quý vẫn có mặt trong trong sân, tâm si có đầy đủ không thiếu rồi ha. Hay quá, xa thử lấy được 10 điểm ha. Gỡ vốn 10 điểm rồi, được vui vẻ rồi ha. Hết bực chưa? Nói rồi ha. Rồi, xa thử rồi, câu chót ha, số 5. Tham và kiến sanh, tham phần cũng sanh. Tham và kiến sanh, tham phần cũng sanh. Tham mạng sanh, si phần cũng sanh. Tham và kiến sanh, tham phần cũng sanh, ta ngã mạng sanh, chi phần cửu sanh. Rồi, nhanh tay nha quý vị, nhanh tay lấy 10 điểm chót, vừa đọc giảng quán quân. Rồi, xin mời. Dạ, con xin được trả lời câu này, còn cho để cho những đạo hữu khác trả lời thêm vào ạ. Thưa thầy, cứ để dùng trống phí thời gian. Tham tà kiến sanh, tham phần cũng sanh, tham ngã mạn sanh, si phần cũng sanh. Dạ thưa thầy, cái tham phần thì gồm có tham tà kiến, ngã mạn. Còn nếu nói tham tà kiến sanh thì tham phần cũng sanh thì cái câu này thì cũng tham phần ở đây thì nó có cả ngã mạn nữa, nhưng mà nếu nói về một phía như vậy thì cũng không được chính xác lắm á. Còn tham ngã mạn sanh thì si phần cũng sanh, thì cái vế thứ hai con trả lời là cũng đúng thưa thầy. Còn tham tà kiến sanh và tham phần cũng sanh ở đây thì nó chỉ là một phần thôi, bởi vì là tham phần thì nó có cả tà kiến và ngã mạn ở cái phần tham phần đó, đó. Nó có ba sở hữu đó, thì gọi là
tham tà kiến sanh, tham phần cũng sanh. Cái này chỉ được có một vế thôi thưa thầy, thì nói chung cũng đúng, nhưng nó chỉ một vế đấy ạ. Còn tham ngã mạn sanh thì si phần cũng sanh, thì thường thường thì tâm tham thì cái nó cũng thường là đi mi si, nhưng mà si thì nó có vô tàm vô úy, thì nó cũng có thể si phần cũng có thể sanh cùng với tham ngã mạn đã. Và còn tham tà kiến thì tham phần cũng có thể sanh, nhưng nó là một góc của tham tà kiến. Còn nó cái tham phần thì nó có cả ngã mạn nữa đã. Cho nên là con trả lời như vậy, thì có gì thì mong mọi người góp thêm ý kiến đã. Con xin được xuống mic. Đúng không quý vị? Đúng không? Đúng không? Alo. Đúng. Tham và kiến sanh, tham phần cũng sanh. Tham phần nó ba lần ha, tham phần nó tham và kiến ngã mạng lần, lâu có trúng ha, cái này là có trúng, trúng phần là trúng gốc ha. Rồi, cái câu hai là tham ngã mạng sanh thì si phần cũng sanh, thì si phần luôn có mặt trong những tâm bất thiện ha. Ngã mạn hay là kiến gì nó cũng có đầy đủ, si vô tàm vô quý phóng vật đầy đủ. À, hay quá, xa thú lấy 10 điểm nữa thì đọt giải quán quân ha. Bữa nay pháp nguồn Lào Cai đọt giải quán quân là điều điểm nhất. À, xa thú. Rồi quý vị tặng mong với pháp nguồn Lào Cai hưng phấn lên, quan hỷ này, học tiếp. 25 điểm hả? Ồ, xa thú quá, 25 điểm. Xa thú. Rồi, hôm nay là đoạt giải ha, đoạt cúp về cúp vàng, quý vị còn có cái cúp nào tặng lên chứ. Không có thôi tặng cái ly cà lem ha. Tặng ly kem. Hết cúp rồi. Rồi, xà thử ha. Rồi, bây giờ thì đi học tới đâu rồi hả ba? Thì để học tới phần nào quên rồi. Mình định học xong hết chưa? Định thì tới số 5 ha, xong cái số 5 ha. Rồi ha, số 5 rồi. Bây giờ mình vô tới số 6. Ubika. Xã ha, Ubeka. Rồi thì trong cái thiền chi á, trong cái chi thiền xã á, mình nên biết là mình đừng có nên nghĩ đó là một cái cảm giác, cảm thọ xã quân bình, là cảm không vui không buồn ha, nó phải vậy. Mà trong thiền chi nó là một trạng thái rất là cao độ ha, một sự tu tập nó phát triển vượt bậc ha, lên tới mức độ coi như là đạt cái chi thiền cuối cùng là xả và định ha. Thì cái sự cảm pha thọ xả này là cái sự tu tập phát triển đến mức độ cao và nó loại luôn cái chi lạc ra nữa, thì lúc đó xả nó mới sanh. Thì cho nên cái ubekha này trong chi thiền nó là một chi thiền thuộc về là cao, chứ không phải là thấp ha, phải là cảm thọ bình thường, mình có hiểu được như vậy ha. Rồi chi pháp là tâm sở hành xả, tatramacchattata, tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả. Thì nó là nằm trong 19 tâm sở định hải biến hành, đó là tâm sở hành xả. Rồi trạng thái chi xả thiền có trạng thái bình thản, không vui thích, không bức rứt khó chịu đối với cảnh, tức là đối với cảnh ấn tướng, tức là cảnh mà quan tướng mà tu tập á, thì cái chi thiền xã này nó không có vui thích quan hỷ như là chi hỷ chi lạc ha, bắt đầu nó trở thành một cái trạng thái quân bình bình thản đối với những ấn tướng tu tập, thì đó là chi xã thiền. Rồi cái ghi chú là xã thiền với xã thọ thì nó đồng sanh. Xã thiền với xã thọ đồng sanh, thọ là cảm giác ha. Mà khi vô trạng thái chi xã của thiền thì lúc đó cảm thọ nó thuộc về thọ xã luôn, là xã thiền với xã thọ đồng sanh. Rồi xã thiền tương đương với xã giác chi, tức là niệm trạch tấn hỷ trên định xã,
và xả trong thiền thì nó cho biết là cũng tương đương với cái xả ác chi, trạng thái quân bình, trạng thái không vui không thích với những cái ấn tướng tụ tập này, thì xả thiền tương đương với xả ác chi. Tuệ hành xả là 16 tuệ hành xác đó, được phát huy mạnh, tức là ý ta nói là khi mình tu tập về tuệ minh sát, cái hành xả mà nó được phát huy đó, tới cực mạnh đó, thì nó đạt với cái tuệ thứ 16, tuệ hành xả trong 16 tuệ minh sát, đó là cái tuệ hành xả được phát huy tới mức độ mạnh ha, trong cái tuệ minh sát ha. Thì tu về hành thiền quán mà đạt tới cái tuệ hành xả này là cũng dữ dằn lắm ha, chứ không phải chuyện đùa, mà chuẩn bị là đắc đạo luôn á. Rồi đó là nói sơ lược về cái chỉ thiền xả. Rồi tới số 7 là u đồ manassa. U u thì trong cái thiền thường thường mình thấy có năm chi ha, tầm tứ tầm tứ phỉ lạc định, năm chi thiền ha, mà đây là nó có tới u nữa, nó có tầm cái trạng thái u đồ manassa là u trong thiền. Thì trạng thái là khó chịu, cái ưu này người ta kêu là khó chịu, không hân hoan, không hài lòng, chán nản với đối tượng. Thì cái định nghĩa chung chung vậy ha, tức là trạng thái khó chịu, không hân hoan, không hài lòng, chán nản với đối tượng. Nhưng mà mình nên biết là trong cái chi thiền, trong thiền á, mà nó có cái chi ưu đó, nói là có chi ưu phát sanh trong thiền đó, thì nó không phải là bất thiện nha quý vị. Là chi ưu của thiền nè, là trạng thái không hài lòng với những từng thiền đang có, tức là mình không hài lòng với những cái thiền mà mình đã chứng đã có. Thí dụ như giờ thứ nhất, người đắc sơ thiền, người đắc sơ thiền xong cái là cái hành giả này mới quán sát lại, quán sát sửa lại chữ, cái chữ đánh cái chữ trật ha, quán sát cũng được ha, quán sát đi mình bỏ. Đắc sơ thiền hành giả quán sát, còn đi chữ S là quán sát, quán sát sửa lại chút xíu cho đắc sơ thiền hành giả quán sát, thấy sơ thiền còn thô không chắc chắn, do có tầm tứ, tức là có hai chi thiền tầm tứ còn thô không, nên không hài lòng và muốn vượt lên. Thì như vậy một vị đắc được sơ thiền, ví dụ như mình đắc sơ thiền xong mình quán sát lại cái thiền mình đắc, mình thấy nó vẫn còn phải có tầm của tứ, còn vẫn còn phải có cái sự mà bám chặt vô đối tượng, rồi quan sát đối tượng có tầm của tứ. Nó giống như mình chạy xe mà mình còn giống như người mới tập xe đó đi, chạy được xe rồi nhưng mà xét lại là mình vẫn còn thô tháo ha? Chạy còn phải tập trung, rồi phải nhìn trước nhìn sau, rồi hai tay nắm cái vô lăng nắm thật chặt này, thấy không, rồi quan sát đường xá rồi nó còn nặng nề quá không. Thì như vậy người ta thấy mình lái xe còn dở quá, chưa được, phải tập nữa, tập cho tới khi nào mà thoải mái thôi mới được, chứ còn tầm còn tứ là không được. Cho nên thiền các bạn, khi mình đắc sơ thiền thì người ta thấy là mình còn phải tầm tứ này còn nặng nề quá, còn thô tháo quá, thì người ta phát sanh cái sự ưu phiền, thấy sự không hài lòng cái đó đó, thì cái đó được kêu là ưu. Nhưng mà thực sự nó không phải là tâm sân nha, vì nó không phải là tâm sân nha, chỉ xét lại thấy cái đó là còn thô tháo, cho nên vị nó muốn vượt lên, muốn vượt qua khỏi cái đó nữa. Rồi khi mình lên tới sơ thiền, với tầm tứ là chướng ngại của nhị thiền ha, sơ thiền là tầm tứ chướng ngại của nhị thiền, nên không hân hoan với nó ha. Sơ thiền thấy tầm tứ là chướng ngại của nhị thiền, nên không hân hoan với nó. Rồi lên, ví dụ như lên nhị thiền, ta cũng cảm thấy là chưa được, cảm thấy vẫn còn thô, là còn tứ phỉ lạc định, vẫn còn chi tứ này, lên từ từ ta bỏ, cảm thấy chán nản. Thì như vậy là người ta cái sự chán nản, cái sự mà phát sanh cái chi u này nó không phải là bất thiện, mà nó là cái sự mà không hân hoan với những cái gì đã làm được, đã chứng đắc được, bởi vì nó còn thô tháo. Cho nên đó là cái vấn đề như vậy ha. Rồi ghi chú, thí dụ tuệ chán nản phát sanh thì lúc đó chi u phát sanh do cảm nhận được sự hiểm nguy của các pháp hữu vi vốn không bền vững. Ví dụ như mình tu thiền quán, mình đạt tới cái mức độ, tới cái tuệ mình chán nản,
thấy nản người pháp phổ vi này, nản quá nhìn không biết được, thấy được pháp cái phát sanh cái sự ưu phiền với cái đó, mà cảm thấy là có cái sự hiểm nguy hiểm đó, cái pháp hữu vi nó còn nguy hiểm bởi vì nó có sanh có diệt, nó có bền vững, cho nên người này là muốn vượt qua cái này nữa, muốn vượt qua cái này cho nên phát sanh cái loại chán nản, nó là loại cuốn chiếu, chán nản thấy pháp hữu vi mình khổ sở đủ thứ thì nản muốn rút lui, nhưng mà có nhiều người ta muốn vượt qua này luôn, những này nhưng mà nhất định phải vượt qua là phát sinh cái vấn đề mà ưu với lại cái trạng thái đang có mà phát sinh như vậy. Rồi trong thiền sắc nhàm chán không hân hoan với sơ thiền, tức là trong thiền sắc giới là họ đắc được rồi nhưng mà họ bắt đầu nhàm chán, bởi vì không hân hoan với sơ thiền còn thô tháo, họ tu tập mà vượt lên, cố gắng mà ráng tu tập là vượt lên được cái nhị thiền. Khi vượt lên đắc được nhị thiền rồi, quán xét lại cái nhị thiền thấy cũng còn thô tháo, vượt lên nhị thiền qua tam thiền, lên tam thiền cũng còn thô tháo, thấy cũng còn có những chi thiền vướng bận nữa, vượt lên nữa qua tứ thiền, lên tứ thiền quán xét lại cũng còn thô tháo, còn những cái chi mà không có được tới nhị, bỏ tứ thiền vượt lên ngũ thiền luôn, đạt tới cái sáu định. Thì khi mình lên tới ngũ thiền rồi, thấy là thành tựu được toàn bộ cái thiền vị sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, vượt hết lên tới ngũ thiền rồi, lên tới ngũ thiền cũng thấy còn có thô tháo, bởi vì còn có sắc pháp, còn dính liên hệ tới sắc, sắc này là nó còn có thô tháo, qua tới là vượt qua cái sắc chấp pháp, tu qua vô sắc, vượt qua đắc lên vô sắc là không vô biên xứ, thì vượt lên cái trong cái vô sắc, thì vô sắc bắt đầu họ thấy không vô biên xứ này cũng còn có dính dáng, ví dụ nó cũng còn ảnh hưởng, còn thô tháo, còn ảnh hưởng tới sắc pháp, nó có thể rớt lại cái thiền sắc lại, cho nên họ nhàm chán cũng vượt lên nữa, không vô biên xứ rồi vượt lên thức vô biên xứ, thấy không vô biên xứ còn thô tháo rồi vượt lên thức vô biên xứ. Lên thức vô biên xứ họ thấy cũng còn thô tháo, cũng còn có những cái mà chưa phải là hoàn toàn tốt đẹp, dương nữa lên tới vô sở xứ luôn, lên tới vô sở xứ rồi thấy cũng còn có chưa có hoàn toàn là vi tế, họ mới bắt cái vấn đề vượt qua khỏi cái vô sở xứ, họ đạt tới một trạng thái gần như là không có tâm, tức là phi tưởng. Đạt tới phi tưởng tưởng xứ, thì khi họ tu tập họ vì do nhờ có cái sự nhàm chán, nhờ có sự khổ u vậy, họ mới vượt lên lần lên tới đạt tới phi tưởng xứ là tốt cùng của thiền chỉ ha, và thành tựu về thiền chỉ. Cho nên những cái thọ u này là những cái thọ u mà những cái cảm giác u này đó thì nó không phải là bất thiện, mà nó là những cái mà cần nên thân cận, những vật đó có những thọ u cần phải thân cận là cái chỗ này, là mình thấy phải biết những cái nào thô thiển mình biết nhàm chán mình bỏ, mình vượt lên vượt cho đến khi nào mà chúng ta thành tựu được cứu cánh giải thoát mà thôi, chứ mà tới đó mình thỏa thích, mình hân hoan, mình vui thích với những cái gì mình mới mình có được đó, như mình vui thích trong sơ thiền thì là mình kẹt đó luôn, mình hoan hỷ trong sơ thiền mình kẹt, mình thỏa thích trong nhị thiền là mình kẹt cái nhị thiền luôn, cho nên phải thấy được cái sự thô tháo những cái đó, mình nhàm chán những cái pháp đó mới vượt lên được, mới lên tới tận cùng. Cũng giống như giờ mình học lên lớp 12, mình tới lớp 12 mà mình cảm thấy mình khoái quá, tới đây là thôi tốt nghiệp 12 là thôi khỏe khỏi học nữa, là mình kẹt cứng luôn ha, kẹt cứng nó không ra được. Cho nên học tới lớp 12 xong mình phải thấy quán xét lại, thấy chưa kiến thức mình còn nóng cản lắm, chưa có gì hết, bỏ vượt lên luôn, lên học tới đại học năm thứ nhất, rồi cố gắng vượt lên năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ tư, rồi tốt nghiệp ra là tiến sĩ nha, rồi tiến sĩ chưa được vượt lên nữa, rồi lên tới master, lên tới cao nữa, lên càng lên cao nữa, càng thì vượt lên là đạt tới một cái coi như là thông tuệ luôn ha. Nhờ có cái sự nhàm chán mình mới phát triển được cái cao độ như vậy ha. Đó là cái chi ưu được nói trong thiền là như vậy, chứ không phải đó là một cái cảm thọ u và tâm sân. Đó là như vậy, là bảy chi thiền mà chúng ta thấy á, tầm tứ hỷ lạc định xả rồi
ưu, đó là bảy chi tiền được biết trong cái bài học của hôm nay ha. Rồi, đó là bảy chi tiền. Hết giờ hả quý vị? Hết giờ hả? Ok, rồi thôi vậy cũng hết giờ cũng vừa phải nữa. Rồi do phước quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được tâm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả lại. Tuần tới mình học về cái 12 chỉ đạo á, tuần tới học 12 chỉ đạo. Rồi tới đây cũng nghĩ ở đây cũng vừa phải lẽ, không nhiều quá mệt lắm. Rồi xin nhường mic lại cho MC. Dạ, để kết thúc buổi học con xin sám hối Tam Bảo, Pháp Bảo và Tăng Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Uttamang yena vandehang padatam sum waruttamang Buddhe yokalito doso buddho khamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang yena vandehang thammang cha du vi thăng qua răng thamme yo khalito do so thammo khama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang yena vandehang sankhang cha du vithottamang sankheyo khalito doso sankho khamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, để kết thúc buổi học pháp hôm nay, con kính thỉnh sư Trí Đức chúc phúc đến đạo tràng chúng con sau buổi pháp để chúng con được tròn phước báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ, xin kính thỉnh sư Trí Đức. Dạ, không thấy tín hiệu của sư đâu ạ. Vậy con xin thỉnh thầy chúc phúc đến đạo tràng chúng ta. Dạ, con xin thỉnh thầy ạ. Dạ, vậy thì sư Trí Đức cũng không có, vậy thì mình sẽ hồi hướng luôn nha các bạn. À, xin thưa sư Tuệ Đức. Dạ, con kính thỉnh sư Tuệ Đức chúc phúc đến đạo tràng chúng con luôn ạ. Dạ, con xin thỉnh sư Tuệ Đức ạ. Vậy thì để không mất thời gian thì mình sẽ xin hồi hướng sau khi nghe pháp luôn. Kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng với Hồng Mai hồi hướng sau khi nghe pháp. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ka re bo ti ka re ta hình ta hình ta tham ma đa ne na pha hoàng tu bù chi ta sot thình ca rôn tê ta vi ha ra man ra chấp cha na quát ca cha phích kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is